Hoàng Thùy Linh sau 15 năm scandal clip nhạy cảm, tuổi 34 rực rỡ về sự nghiệp, dính tin đồn yêu đồng giới. Hoàng Thùy Linh là cái tên không còn xa lạ với làng giải trí Việt. Cách đây 15 năm, nữ ca sĩ đa tài vướng vào ồn ào clip nóng. Hiện tại cô ra sao? Hoàng Thùy Linh sự nghiệp rực rỡ sau 15 năm lộ clip nhạy cảm. Hoàng Thùy Linh là ca sĩ rất nổi tiếng với nhiều hit bắt tai người nghe và nhiều sản phẩm phim ảnh. Hoàng Thùy Linh từng học múa 7 năm tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, khóa đào tạo diễn viên truyền hình của hãng phim truyện Việt Nam. Cô từng là ca sĩ trong nhóm hát Thiên Thần, người dẫn chương trình thiếu nhi Vui cùng Hugo của đài phát thanh truyền hình Hà Nội, tham gia một số bộ phim truyền hình dài tập, chương trình truyền hình tương tác, đóng phim quảng cáo. Vai diễn đầu tiên gây ấn tượng của Hoàng Thùy Linh là vai Thùy trong phim Đường Đời 25 tập của đạo diễn Quốc Trọng. Sau đó cô tham gia các bộ phim dài tập khác như Trò Đùa Của Số Phận vào năm 2005 18 tập của đạo diễn Huy Thuần, vai Lan trong Đi Về Phía Mặt Trời vào năm 2006 29 tập của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Năm 2006, Hoàng Thùy Linh thi đỗ thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu Điện ảnh. Nếu không có sự cố lộ clip nóng trong năm 2007 thì Hoàng Thùy Linh sẽ thuận lợi trong sự nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên khi gặp sự cố này, cô chuyển sang ca hát và tập trung hơn cho việc học. Nhờ sự nỗ lực hết mình trong việc hoàn thiện bản thân, sau 15 năm gặp sự cố lớn, Hoàng Thùy Linh ngày càng thành công hơn. Ngoài sự nghiệp âm nhạc rực rỡ, năm 2020 cô còn được xuất hiện trên truyền hình với phim Mê Cung. Dù không quá gây ấn tượng, nhưng ít ra khán giả cũng chứng kiến sự trở lại đầy cố gắng của người đẹp tuổi thìn. Năm 2020 cũng đánh dấu Hoàng Thùy Linh còn tạo nên lịch sử khi trở thành ca sĩ đầu tiên của giải Làn Sóng Xanh thắng hết tất cả các hạng mục mà mình được đề cử. Đây là các hạng mục do hội đồng bình chọn gồm 200 thành viên là các nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, đơn vị phát hành âm nhạc, nhà tổ chức, phóng viên bình chọn. Bên cạnh đó, Hoàng Thùy Linh cũng có tên trong top 10 ca khúc của năm do khán giả bình chọn. Như vậy, nữ ca sĩ sinh năm 88 cùng ekip đã có một mùa giải bội thu với tổng cộng 8 giải thưởng từ Làn Sóng Xanh 2019. Có thể nói năm 2019 là một năm đạt nhiều thành công của ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Từ một giọng hát bình thường, nhưng Hoàng Thùy Linh đã làm nên chuyện nhờ sự nỗ lực luyện thanh và sự chỉnh chu về hình ảnh trên sân khấu của mình. Những năm tiếp theo, cô cũng liên tục ra mắt những hit chất như Kẻ Cắp Gặp Bà Già, Gia Quẻ. Hoàng Thùy Linh sự vươn lên mạnh mẽ sau scandal nhờ hậu phương là cha mẹ. Ở tuổi 34, sau những vấp ngã ở thời Nhật Ký Vàng Anh, Hoàng Thùy Linh của hiện tại ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Để có được như ngày hôm nay, giọng ca Để Mày Nói Cho Mà Nghe đã có một hành trình rất dài và gian nan. Không chỉ đối mặt với làn sóng dư luận, cô còn phải tự mình chiến đấu với chính bản thân. Thời gian ấy, người đứng bên cạnh và che chở cho Hoàng Thùy Linh chính là bố mẹ cô. Người xưa có câu, con dại cái mang, và bố mẹ Hoàng Thùy Linh cũng vậy. Cách đây 10 năm, khi được phóng viên hỏi về sự cố năm 2007 của con gái, bố Hoàng Thùy Linh đã chia sẻ. Gia đình tôi thống nhất với nhau một điều, không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Chúng tôi chỉ sống cho hiện tại và tương lai, sống một cách tích cực. Nếu nhắc lại quá khứ thì tôi là người có tội với con. Hiện tại của Linh bước đầu có những thành công nho nhỏ. Từ thành công này tôi muốn Linh tiếp tục phát huy, xem khả năng tự có đến đâu. Chúng tôi cũng bình thường như mọi gia đình khác mà thôi. Hoàng Thùy Linh chỉ được ưu tiên hơn một chút là sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật. Và con đường đó chưa hề bị dừng lại một ngày, một giờ nào hết. Nó vẫn thầm lặng diễn ra. Những ngày tháng ấy, bố cô đã bình tĩnh vượt qua cùng con gái như thế nào? Đó là khi biến cố xảy ra. Trong 15 ngày đầu, tôi hoàn toàn im lặng dù vẫn mua tất cả các tờ báo, đọc tất cả các bài viết. Vẫn bộ bàn ghế này, trong căn phòng này, tôi bạc trắng tóc suy nghĩ về con. Đến ngày thứ 16, tôi quyết định phải lên tiếng trên báo chí. Tôi không trách đám trẻ ấy, không trách con mình. Các cháu đã ngã rồi, đừng đấm tiếp để các cháu chết hẳn. Hãy dựng các cháu dậy. Vì khi ta già nua, ta mới có chỗ để nương tựa. Thay vì cho con sống ở ẩn trong nhà thì bố Hoàng Thùy Linh đã động viên con gái tiếp tục học văn hóa, vì đi theo lĩnh vực nào cũng cần có văn hóa và biết đến những giới hạn cố định. Không chỉ bố vững vàng kiên định, Hoàng Thùy Linh còn được mẹ ủng hộ và che chở hết lòng.
Khi biến cố xảy ra với Hoàng Thùy Linh, là người mẹ, bà Thu Huệ đau đớn như đứt từng khúc ruột. Thế nhưng với sự động viên của chồng, bà nén lại nước mắt và nỗi đau, âm thầm động viên, nâng đỡ tinh thần cho con gái. Không chỉ trích, không than vãn trước sự cố của con, trái lại, bà Thu Huệ càng yêu thương con hơn. Suốt một năm Hoàng Thùy Linh ở ẩn, bà không rời con nửa bước, hết mực chăm sóc động viên. Không chỉ thế, từng bước chân của Hoàng Thùy Linh trên con đường tìm lại chính mình ở showbiz Việt đều có bóng dáng của bà. Những năm trở lại showbiz Việt, nữ ca sĩ luôn có mẹ đồng hành. Diễn viên múa Thu Huệ không chỉ làm quản lý mà còn hỗ trợ con gái trong mọi việc, từ trang phục biểu diễn, make up, nhận show. Hiện tại, dù con gái đã có những bước đi vững chắc trong sự nghiệp, mẹ Hoàng Thùy Linh vẫn không bỏ thói quen tháp tùng và hỗ trợ con gái phía hậu trường show diễn. Hoàng Thùy Linh vướng tin đồn yêu đồng giới. Thành công đắt sâu trong ca hát nên Hoàng Thùy Linh ngày càng giàu có và vị thế hơn ở showbiz Việt. Hiện tại cô là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản cách xù sau nhiều năm theo nghề. Ít ai biết rằng ở độ tuổi 30, giọng ca Để Mày Nói Cho Mà Nghe sở hữu biệt thự tiền tỷ, xế hộp hàng sang và nhiều món hàng hiệu đắt tiền. Giàu sang thành công nhưng Hoàng Thùy Linh lại cực kỳ kín tiếng trong chuyện riêng tư. Hiện tại, nữ ca sĩ Tuổi Thịnh bị đồn có tình yêu đồng giới với Gil Lê. Cả hai thường bị bắt gặp dính nhau như Sam ở trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Dù đã lên tiếng giải thích, nhưng mối quan hệ của Gil Lê và Hoàng Thùy Linh vẫn được khán giả quan tâm.